Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1 tuần 30 vở luyện toán lớp 4. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 4 thầy đã làm ta rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Vở bài tập tập 1, tập 2, vở luyện toán tập 1, tập 2, bài tập thực hành môn toán, bài tập thực hành tiếng Việt và toán rất là chi tiết cho các em từng tuần, từng bài rồi các em tìm để các em học nha. Và nhiều em cũng hỏi về các cái đề kiểm tra, thì những đề kiểm tra giữa kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 1, cuối kỳ 2 chúng ta đều đã có hết ở trên kênh rồi các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang 58 nào, để chúng ta cùng vào cái tiết học hôm nay. Vậy chúng ta sẽ đến với cái bài thứ nhất nè. Thì yêu cầu nè, khoanh vào cái chữ đặt trước câu trả lời đúng. Họ cho mình nè, trên bản đồ tỷ lệ 1 chia cho 10.000, đúng không? 1 chia cho 10.000 thì độ dài 1 đề si sẽ ứng với độ dài thật nào dưới đây? À, như vậy người ta cho mình 4 cái đáp án này. Thì các em biết nè, tỷ lệ. Vậy thì có nghĩa là gì? 1 đề si ở trên bản đồ này thì sẽ tương ứng với bao nhiêu? 10 gì? 10.000 đề si ở ngoài gì? Ngoài gì? Ngoài đời thật, đúng không? Đúng chưa nào? Vậy ở đây mình xem nào, đơn vị của nó chỉ có là mét, centi, mili và kilo. Như vậy thì 100 mét thì các em đổi nè, kilomet nè, hectomet nè, decamet nè, mét nè, đến gì? Decimet, centimet rồi đến milimet, đúng không? Vậy thì bây giờ nếu là chúng ta đổi mét ra đề si này, mét ra đề si thì 100 mét này nè, thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 1.000 đề si, đúng không? À, 1.000 cm. Như vậy thì không thể bằng 10.000 đề si được, đúng không? 10.000 mili, 10.000 đề si rồi thì không thể bằng 10.000 mili được, đúng không? Do vậy ở đây thì chắc chắn là gì? 10.000 decimet này. Đó, 10.000 decimet thì chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 1 km, đúng không nào? 10 nè, 100 nè, 1.000 nè. Đúng không? 10.000, đúng chưa? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ chọn là đáp án gì? Đáp án D các em nhé. Được chưa? Rồi, sang bài số 2 nào. Mẹ hơn con 24 tuổi. 24 tuổi này. 4 năm trước tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con và tính tuổi mẹ và con hiện nay. À, tức là chúng ta thấy hiệu nè, có nè, hiệu nè là 24 tuổi, đúng không? Tỷ số ở đây mẹ gấp 3 lần, tức là gì? Tuổi mẹ với lại tuổi con nè, thì tỷ số ở đây là 3/1, đúng không? Hoặc là gì, chúng ta có thể tỷ số giữa con và tuổi mẹ thì sẽ là 1/3. Vậy thì cái 4 năm trước hay 4 năm sau thì lúc nào mẹ cũng sẽ hơn gì? Hơn con 24 tuổi này. Vậy thì cái 24 tuổi đây nè, nó là một cái số cố định, không bao giờ mà thay đổi được, đúng không? Bao nhiêu năm đi nữa thì lúc nào mẹ cũng sẽ hơn con gì? 24 tuổi. Vậy thì bây giờ mình sẽ tính gì? Tính tuổi của mẹ nè, tuổi của con nè, 4 năm trước đã, đúng chưa? Đấy, sau đó mình sẽ tính là hiện nay nè. Đó, các em hiểu cái bài toán này chưa nào? Đó, vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình giải thôi. Được chưa? Rồi, vậy thì mình sẽ có sơ đồ nè. Tuổi con nè. Tuổi con bao nhiêu? 4 năm trước nhá. Đó, mình phải có cái từ này nhá. 4 năm trước nè. Rồi, tuổi của ai? Tuổi của mẹ nè. Cũng là gì? 4 năm trước. Chưa, vậy thì tuổi con 4 năm trước là mấy? 1 phần nè. Thì tuổi mẹ gấp 3 lần, tức là tuổi mẹ sẽ mấy? 3 phần nè. Được chưa? Và mẹ hơn con đây là bao nhiêu? 24 tuổi. Đó, tức là lúc nào mẹ cũng sẽ hơn con là 24 tuổi. Được chưa? Rồi,
Vậy thì bây giờ người ta mới hỏi tuổi mẹ bao nhiêu, tuổi con bao nhiêu 4 năm trước. Vậy thì dựa vào đây mình sẽ tính là hiểu số phần, hiệu số phần gì bằng nhau giữa, giữa cái gì các em, giữa tuổi mẹ, ta phải lấy số lớn trước nha, và con, bốn gì, bốn năm trước sẽ là, thì các em sẽ lấy là gì, số phần của tuổi mẹ là 3 trừ đi số phần tuổi con là mấy, là 1, đúng không? Vậy thì sẽ bằng mấy? Bằng 2 phần. Được chưa? Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ tính là giá trị của 1 phần sẽ là bao nhiêu tuổi nè. Thì giá trị của 1 phần nè sẽ là nè, được chưa? Thì các em sẽ lấy nè, hiệu nè, tức là tuổi mẹ hơn con nè, 24 nè, các em chia cho số phần bằng nhau, tức là chia cho 2, thì sẽ bằng bao nhiêu? 12 gì đây? 12 tuổi nhá. Đó, được chưa? Đấy, đến đây thì mình đã có giá trị 1 phần là 12 tuổi nè. Vậy thì mình sẽ có tuổi con mấy? 4 năm trước sẽ là, vậy thì mình sẽ lấy cái gì, giá trị 1 phần nhân với số phần của tuổi con, tức là nhân cho mấy, nhân cho 1. Vậy thì 12 nhân với 1 thì là 12 tuổi. Vậy thì cách đây 4 năm thì con là 12 tuổi. Vậy chúng ta sẽ có ngay là tuổi con rồi. Tuổi của con người ta hỏi là gì, tuổi con hiện nay, đúng không? Vậy thì tuổi của con hiện nay, tuổi của con hiện nay sẽ là, các em sẽ lấy tuổi con 4 năm trước là 12, các em cộng với số 5 là 4. Như vậy tuổi con sẽ là 16 tuổi. Được chưa? Rồi, tính được tuổi con hiện nay thì chúng ta sẽ tính được tuổi gì? Tuổi của mẹ hiện nay. Đúng không nào? Tuổi mẹ hiện nay sẽ là, vậy thì mẹ hơn con là bao nhiêu? 24, ta sẽ lấy tuổi của con này, cộng với 20, 24. 6, 4 là 10, viết 0 nhớ 1. 2 với 1 là 3, nhớ 1 là 4. Như vậy bằng bao nhiêu? 40 tuổi nhá. Đấy, và đây chính là gì? Đáp số tuổi của con và tuổi của mẹ. Được chưa? Dễ như ăn kẹo đúng không? Đáp số này, tuổi của con 16 tuổi, tuổi mẹ bao nhiêu? 4 rồi, 40 tuổi. Được chưa? Xong nhá. Rồi, chúng mình cùng đến bài số 3. Bài số 3 ta cho này, Hiệu của hai số bằng số lớn nhất có 3 chữ số. À, tức là gì? Hiệu của hai số này, số lớn nhất có 3 chữ số thì các em phải biết đó là số gì? 999, đúng không? Nếu giảm số lớn nhất đi 2 lần thì ta sẽ được số bé. Vậy thì tức là gì? Giữa tỷ số, giữa số bé này và số lớn này, tỷ số sẽ là 1 phần gì? 1 phần 2, tức là gì? Số lớn này này, nó gấp 2 lần gì? Lần số bé. Vậy thì hai cái số này là gì? Quá đơn giản đúng không? Thì trước hết chúng ta sẽ phải ghi này, số lớn nhất này mà có mấy cái em? Có 3 chữ số, đúng chưa nào? Sẽ là số nào đây? 999, được chưa? Vậy thì đến đây mình sẽ có sơ đồ này. Số bé này, số bé thì chỉ mấy phần đây? 1 phần. Và số gì? Số lớn là mấy phần? 2 phần, tức là gì? Nó gấp đôi. Đó, vậy thì cái gấp đôi đây nè, hơn 1 phần đây nè, nó hơn chỗ này hiệu đây nè, là 900 gì? 90, 99. Vậy thì bây giờ số bé là mấy và số lớn là mấy? Đến đây chúng mình làm được chưa nào? Vậy thì quá đơn giản rồi. Đến đây mình sẽ lập luận là gì?
Hiểu. Số phần. Hiệu số phần bằng bằng nhau giữa giữa cái gì? Giữa số lớn và số số bé sẽ là, được chưa? Các em sẽ lấy cái gì? Hai là số lớn và một là số số bé, vậy thì hai trừ đi một là bằng mấy? Một, đúng chưa? Đấy, vậy thì đây chính là một rồi, một phần nhá. Rồi, vậy mình sẽ tính là gì? Giá trị của mấy? Của một phần à? Giá trị của một phần sẽ là, được chưa? Các em sẽ lấy cái gì? Hiệu của nó này. 9, 9, 9 này. Các em làm sao? Chia cho số phần bằng nhau, tức là chia cho 1. Vậy thì giá trị một phần sẽ là 990, 99. Được chưa? Vậy thì đến đây mình có tính được chưa nào? Quá dễ rồi đúng không? Vậy thì số bé sẽ là bao nhiêu? Lấy giá trị một phần, các em nhân với số phần của số bé là mấy? Là 1. Vậy thì số bé sẽ là 999 nào. Được chưa? Số lớn sẽ là, đó, vậy thì các em cũng có thể lấy là gì? 999 này, cộng với cái này cũng được. Hoặc chúng ta lấy 999, chúng ta nhân cho mấy? Nhân cho số phần của nó là nhân cho 2. Vậy thì 999 nhân 2, chúng ta nhân lên. 9218 viết 8 nhớ 1. 9218, 18 nhớ 1 là 19, viết 9 nhớ 1. 9218 nhớ 1 là 10, 19 như vậy sẽ là 1990, 98. Rồi và đến đây mình sẽ có đáp đáp số nhá. Số bé bao nhiêu? 999. Số lớn à, là bao nhiêu? 1998. Xong. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng đến với bài số 4. Một cái người có số gà mái, à chú ý này, gà mái nhiều hơn số gà trống là 36 con. Vậy thì đây là hiệu rồi nè. Gà mái thì nhiều hơn gà trống là 36 con. Sau khi người đó bán đi 9 con gà trống thì số gà mái còn lại bằng 2/5 gà trống bằng 2/5 gà mái. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu con gà mái và bao nhiêu con gà trống. Vậy mình thấy là có hiệu này, có tỉ số rồi nè. Nhưng ở đây nè, mình phải xử lý cái chỗ này nè, mình phải tìm cái số gì? Số gà mái sau khi người ta bán đi mấy con? 9 con nữa nè. Đúng không? Số gà mái này nó hơn gà trống ban đầu bao nhiêu? 36 con này nhá. Vậy thì số gà mái nè hơn gà trống nè. Sau khi làm sao các em? Sau khi bán, ta có thể ghi là bán 9 con gà trống được, hoặc sau khi bán là giáo viên cũng hiểu rồi, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ lấy cái gì? Lấy số hơn ban đầu là 36 nè, cộng thêm cái số mà gà trống bị bán đi nữa là cộng thêm gì? Thêm 9 nữa đúng không? Vậy thì 36 cộng với 9 sẽ là 45 con. Vậy thì đây chính là gì? Đây chính là hiệu nè. Giờ mình có tỉ số này, có hiệu rồi nè. Thì mình sẽ có sơ đồ nè. Số này là số gà trống nè. Gà trống này là sau khi bán nha các em. Đấy, mình phải ghi cho rõ nhé, không có giáo viên bị bắt lỗi chỗ này nè. Sau khi bán nè, rồi. Số gà mái nè. Số gà mái nè. Cũng là gì? Sau khi bán. Đúng chưa nào? Vậy thì số gà trống ở đây là bao nhiêu? 2 phần. Gà mái mấy phần? 5 phần nè. 3 nè.
4 này, 5 là thầy vẽ ước lượng thôi. Như vậy chúng ta sẽ có hiệu của nó ở đây là bao nhiêu? Đây chứ, 45 con. Đúng không? 3 phần này là 45 con này. Được chưa? Đấy. Vậy thì bây giờ mình đã có cái bài toán là mình sẽ tìm số gà sau khi bán. Thì sau khi bán xong thì mình sẽ tìm được số gà lúc đầu. Đúng không nào? Rồi, vậy thì đến đây mình sẽ tìm là hiệu gì? Hiệu số phần bằng nhau. Em chú ý những cái lập luận này nhá. Hiệu số phần bằng nhau nè. Giữa, ta phải lấy cái số lớn trước. Giữa gà gì? Gà mái và trống. Phải có cụm từ gì các em? Sau khi bán nhá. Là, vậy thì gà mái đây là mấy phần? 5 phần. Trừ đi gà trống mấy phần? 2 phần. Như vậy thì chúng ta sẽ có là mấy? 3 phần bằng nhau. Được chưa? Rồi, đến đây thì mình sẽ tìm giá trị của mấy? 1 phần. Chúng ta phải viết gọn lại, không có là thiếu giấy đó. Rồi, giá trị của 1 phần là này. Giá trị 1 phần là, đó, các em sẽ lấy cái gì? Hiệu của nó là 45. Chia cho hiệu số phần bằng nhau là chia cho gì? Chia cho 3. Đúng không? Rồi, vậy thì đây sẽ bằng bao nhiêu? 4 chia cho 3 thì được 1, còn dư 1. 15 chia 3 bằng 5. Như vậy giá trị 1 phần sẽ là 10, 15 con. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính được số gì? Số bé là số gà trống trước đi. Số gà trống nè. Nhớ là đây là sau khi bán ta phải có nha. Sau khi bán sẽ là bao nhiêu? Giá trị 1 phần nhân với số phần của gà trống là 2. Đúng không? Vậy thì 15 nhân với 2 thì sẽ là 3 gì? 30. 30 con. Vậy thì sau khi bán thì gà trống là 30 con. Vậy thì mình sẽ có ngay là số gì? Số gà trống lúc gì các em? Lúc đầu. Đúng không? Ta hỏi là lúc ban đầu đúng không? Đúng không? Đó, lúc đầu sẽ là, các em sẽ lấy cái số sau khi bán là 30 này, cộng thêm cái gì? Cộng thêm số mà bán đi là 9 con nữa đúng không? Vậy thì đây sẽ là 39 con nào. Rồi, vậy thì đến đây mình sẽ có ngay được số gì? Vậy thì số gà mái lúc đầu sẽ là, chúng ta sẽ lấy số gà trống là 39 con cộng với cái số hơn. Số hơn là số hơn lúc đầu đấy nha các em. Số hơn là 36 rồi nha, chúng ta không cộng với 45 được nha. Đây, gà trống hơn gà mái là 36 con. Vậy thì sau khi bán hay lúc nào đi nữa thì nó cũng sẽ hơn là 36 thôi đúng không? Ta sẽ lấy 39 cộng 3, 36 bằng bao nhiêu nào? 9, 6, 15 viết 5 nhớ 1, 33 là 6 nhớ 1 là 7, như vậy là 75 con. Đó, và đến đây chúng ta có đáp số rất là đẹp đúng không? Đáp số này, gà trống này. Bao nhiêu con? 39 con. Và gà mái này. Bao nhiêu? 75 con. Được chưa? Rồi, và đến đây thì chúng ta đã thực hiện xong được tiết số 1 nhé. Đừng quên chia sẻ video này và kênh của chúng mình nhé.